Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình khởi động ngày mới điểm hẹn sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, Thành ủy Lai Châu vừa tổ chức hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đại diện các chi đảng bộ cơ sở, các phòng ban đoàn thể thành phố, các tập thể cá nhân hộ gia đình tiêu biểu điển hình. Đảng bộ thành phố Lai Châu có 48 chi đảng bộ cơ sở, 132 chi bộ trực thuộc với hơn 3.300 đảng viên. Sau 3 năm triển khai thực hiện kết luận số 01, Thành ủy Lai Châu tổ chức hơn 1.900 hội nghị, 42.700 lượt người tham gia học tập, nội dung quán triệt các chuyên đề, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xây dựng kế hoạch làm theo, xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ thành phố Lai Châu xác định hai nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển thương mại và dịch vụ du lịch, xây dựng khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện. Hai mô hình tiêu biểu về bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch xã San Thàng, thành phố Lai Châu và giúp bản tổ dân phố phát triển toàn diện. Đảng bộ cơ sở triển khai 214 mô hình tiêu biểu thuộc các lĩnh vực trong đời sống xã hội được xác định và tập trung tổ chức thực hiện. Đến nay hoàn thành theo lộ trình kế hoạch năm từ 70 đến 107,7% tỷ lệ giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, đại diện các cơ sở tổ chức đảng đã tham luận, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình tiêu biểu trong thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục biểu dương ghi nhận những kết quả nổi bật thành phố Lai Châu đã đạt được sau 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Đề nghị Thành ủy tập trung thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên liên tục. Quan tâm phát hiện, ghi danh, biểu dương, lan tỏa, khen thưởng kịp thời những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác, phát huy lợi thế của mạng xã hội trong tuyên truyền. Nhân dịp này, thành phố đã biểu dương khen thưởng, tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 18 tập thể, 27 cá nhân và 6 hộ gia đình tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng ngày 14 tháng 5, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân tập thể điển hình tiêu biểu. Đảng ủy khối và các cấp ủy đảng lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận số 01, chuyên đề năm 2023-2024, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, có nhiều đổi mới. Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng ra soát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung, đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu giai đoạn 2021-2025. Đến nay, toàn đảng bộ có 72 trên 72 chi đảng bộ cơ sở và 3 trên 3 tổ chức đoàn thể trực thuộc đảng bộ khối triển khai thực hiện 116 nhiệm vụ trọng tâm và 92 mô hình tiêu biểu theo kế hoạch đề ra. Việc học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa vào các nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tập thể cá nhân và dần trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ đảng viên. Vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy được nâng lên, khơi dậy tâm huyết trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Chú trọng biểu dương khen thưởng người trực tiếp công tác, học tập, sản xuất, lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó làm hạt nhân tiêu biểu, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, tạo hiệu ứng xã hội tích cực trong việc thi đua học tập và làm theo ở các chi đảng bộ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. Thời gian tới tiếp tục xác định việc thực hiện kết luận số 01 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Tổ chức học tập nghiêm túc các chuyên đề quý gắn với chuyên đề năm 2024, chuyên đề toàn khóa và việc thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 13 của Đảng bộ khối, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương. Trọng tâm là các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục chỉ đạo lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm mang lại kết quả cụ thể.
trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với việc thực hiện nhiệm vụ được sao. Mỗi cá nhân, mỗi cơ quan đơn vị tự soi, tự sửa, tự phấn đấu, coi đây là nhiệm vụ và công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, chú trọng tuyên truyền gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiêu biểu, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, 13 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 12 ngày 21 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra tại chỉ thị số 12, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 ở mức cao nhất, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp quan trọng như là tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách, quyết liệt triển khai chuyển đổi số, quy định về hóa đơn điện tử, nhất là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thu ngân sách nhà nước, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế năm 2024 trên địa bàn tỉnh, triệt để và cương quyết cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách, tổ chức triển khai kịp thời hiệu quả các cơ chế chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ của tỉnh, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với đặc thù của từng tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao khả năng hấp dẫn vốn tín dụng đối với nền kinh tế. Chủ động nắm bắt, theo dõi tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, xăng dầu, kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, giá cả hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đảm bảo kế hoạch theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tập trung thực hiện an sinh xã hội, triển khai hiệu quả các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, tập trung đào tạo nghề, nông thôn, đảm bảo kế hoạch gắn với nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải vừa tổ chức bàn giao bộ cân xe lưu động. Cụ thể, bộ cân xe lưu động được sản xuất tại Mỹ với giá trị gần 800 triệu đồng do Công ty Cổ phần Công nghệ Tự động Tầm nhìn tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Bộ cân có công dụng dùng để kiểm tra tải trọng phương tiện đường bộ một cách nhanh chóng. Kết quả hiển thị ngay khi xe chạy qua bàn cân với tốc độ từ 1 tới 5 km/h, từ 5 đến 10 giây một xe. Bộ cân được cấp theo chương trình kiểm soát tải trọng dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc theo quyết định số 1438 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt dự án thực hiện chương trình kiểm soát tải trọng dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Bộ cân được bàn giao và lắp đặt tại đội thanh tra giao thông số 2 tại phường Đông Phong, thành phố Lai Châu. Đối tượng kiểm soát là các loại ô tô tải chở hàng quá tải, vượt tải trọng của cầu, đường, vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng. Việc đưa vào sử dụng sẽ góp phần giúp Sở Giao thông Vận tải tỉnh phục vụ công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm tải trọng. Qua đó đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và góp phần thực hiện kế hoạch năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải theo chủ đề siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 22/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và chính sách mới nhân văn nhân đạo nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, triển khai thực hiện quyết định này
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, chính quyền các địa phương và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa của chính sách tới các đối tượng thụ hưởng, chủ trì thực hiện cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện vay vốn. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh sẽ thông tin rõ hơn qua cuộc phỏng vấn sau đây. Trước tiên cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu. Thưa đồng chí, là việc triển khai quyết định 22/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng chính sách đối với lại người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được triển khai thực hiện như thế nào ạ? Thực hiện theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ thì đối với Ngân hàng Chính sách thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh có những cái kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đồng thời cũng lập cái kế hoạch và chỉ đạo các huyện, thành phố để thực hiện triển khai và chỉ đạo các cấp ủy chính quyền địa phương cũng như các tổ chức hội nhận ủy thác là phối hợp chặt chẽ với công an để rà soát những cái đối tượng và đảm bảo theo đúng cái quy định. Để với cái kết quả thì năm 2024 thì sau khi rà soát thì có 1.406 hộ có nhu cầu vay vốn, và giai đoạn 2024-2026 thì có tổng số là có trên 3 tỷ đồng với cái nhu cầu muốn vay vốn. Và thực hiện thì cho đến nay thì chúng tôi đã thực hiện cho vay được 14 hộ gia đình có cái đối tượng chấp hành xong án phạt tù với tổng số tiền 1.400.000.000 đồng. Vâng, ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của chính sách này đối với lại việc quản lý cũng như là cảm hóa giúp đỡ những người đã chấp hành xong án phạt tù? Quyết định 22 ra đời thì là một cái chủ trương chính sách lớn của Đảng, thì cũng đã giúp cho những cái hộ có những người mà sau khi chấp hành theo án phạt tù thì cũng đã được hưởng lợi từ cái chương trình này, và cũng đã giúp cho người ta cũng đã nhận thức như là tái hòa nhập với cộng đồng và có những công việc ổn định để phát triển kinh tế. Hiện nay là đối với cái hiệu quả của các mô hình thì các hộ sau khi mà vay vốn về thì chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi, một số những cái ngành nghề khác, như là cũng có một số những cái hộ là trực tiếp là những người chấp hành sau án phạt tù là về làm nghề làm mộc hoặc là làm những cái nghề khác. Qua kiểm tra cái sử dụng vốn vay thì chúng tôi thấy là đánh giá là đến thời điểm này thì tất cả những cái nguồn vốn mà cho vay đối với chấp hành sau án phạt tù cũng đều mang lại hiệu quả. Vậy thì qua quá trình triển khai thực hiện chính sách này cần có những cái giải pháp tháo gỡ ra sao? Để đạt được cái hiệu quả của cái nguồn vốn này thì thứ nhất là cái công tác tuyên truyền, cái thứ hai là cái ý thức của cái hộ mà đại diện là vay vốn cho người chấp hành cho án phạt tù là phải sử dụng vốn đúng mục đích, và thứ hai nữa là có những cái kiểm tra giám sát của cộng đồng, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hội, các cơ quan ban ngành liên quan. Đặc biệt là đối với Ngân hàng Chính sách thì chúng tôi cũng luôn đề cao cái công tác kiểm tra giám sát trong việc sử dụng vốn vay. Sau quá trình mà thực hiện nghiệm vốn mà có những cái vấn đề phát sinh xảy ra thì có thể kịp thời để xử lý, để giúp cho hộ người ta sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Vâng, một lần nữa cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi. Với mục đích nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, đặc biệt đề cao tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, thời gian qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh đã nỗ lực phối hợp với các địa phương, cơ quan, ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu tình nguyện. Nhờ đó, các ngày hội hiến máu được tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, lao động, đoàn viên thanh niên, hội viên, các hội đoàn thể và nhân dân đăng ký tham gia. Từ đầu năm 2024 đến nay, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện toàn tỉnh đã tổ chức 5 đợt hiến máu với trên 2.000 lượt người đăng ký. Từ đó tiếp nhận trên 1.500 đơn vị máu, vận động 33 tình nguyện viên hiến mô, hiến tạng. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 44 ha cây trồng, có hệ thống nhà màng, nhà lưới, tăng 14 ha so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, có trên 29 ha cây trồng áp dụng hình thức tưới tiết kiệm,
hệ thống nhà màng, nhà lưới được đầu tư chủ yếu tại các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ và thành phố Lai Châu với các loại cây trồng như sâm Lai Châu, dưa lưới, mang tây, nho hạ đen, cà chua, sô-cô-la, ớt chuông. Trong bối cảnh nhu cầu an toàn về vệ sinh thực phẩm và tăng trưởng nông nghiệp bền vững, việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như hệ thống nhà màng và nhà lưới đã trở thành xu hướng mới được người dân Lai Châu áp dụng và từng bước đem lại hiệu quả kinh tế, tạo sức cạnh tranh trên thị trường. Mặc dù chi phí xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới ở mức khá cao, nhưng thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh, thời gian qua đã tạo động lực khuyến khích người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục đầu tư hướng tới xây dựng sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn và hiệu quả. Cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức giải vô địch quần vợt Cúp Truyền hình tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ 11 năm 2024, mang đến sân chơi thể thao bổ ích cho các vận động viên. Tham dự giải có 44 vận động viên đến từ 7 đoàn thuộc các sở ngành đoàn thể tỉnh, các địa phương và lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn tỉnh và đoàn vận động viên tỉnh Điện Biên. Giải thi đấu ở 4 nội dung, bao gồm đơn nam, đôi nam nữ phối hợp, đôi nam nhóm 1, đôi nam nhóm 2. Hình thức thi đấu, loại trực tiếp dành cho nội dung đơn nam. Thi đấu vòng tròn tính điểm cho nội dung đôi nam nữ phối hợp. Đôi nam nhóm 1 và nhóm 2 được thi đấu theo hình thức chia bảng. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên, các đội đã bước vào tranh tài ở các nội dung. Đối với bản thân tôi thì là một vận động viên phổi và đã từng chơi tennis được khoảng 10 năm và là một giáo viên dạy tennis trên Hà Nội và được mời về tham dự giải truyền hình Cúp tỉnh Lai Châu và rất vinh dự là được lọt vào trận chung kết và đã giành chiếc cúp vô địch giải truyền hình Cúp Lai Châu mở rộng năm 2024. Có thể nói là trận chung kết này tôi bước vào giải với tâm thế là giao lưu học hỏi và quyết tâm cao độ. Rất vinh dự của tôi khi tham gia bất kỳ một giải đấu quần vợt và cầu lông cấp tỉnh mà có sự hiện diện, có sự may mắn của tôi có mặt thì tôi luôn là người ý thức cao, tôn trọng giải đấu và tôn trọng đối thủ, đặc biệt là đối thủ ngoài tỉnh. Và đặc biệt là trong trận đấu ngày hôm nay là đối thủ ngoài tỉnh, Điện Biên sang, thì tâm thế là giao lưu học hỏi và quảng bá du lịch thể thao của Lai Châu đối với bạn bè các tỉnh đến giao lưu với lại Lai Châu mình. Giải đấu là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Qua giải nhằm phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao nói chung và phong trào tập luyện môn quần vợt nói riêng của cán bộ, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc thông qua thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe để học tập, lao động và công tác phòng chống bệnh tật, tệ nạn xã hội. Đối với đơn vị được giao công tác tổ chức thì ngay từ đầu thì đơn vị đã chủ động liên hệ với các sở ban ngành, các câu lạc bộ để nắm bắt lại tình hình lực lượng vận động viên tham gia giải. Thì sau khi nắm bắt được lực lượng vận động viên tham gia giải thì đơn vị đã tham mưu tổ chức họp chuyên môn bốc thăm xếp lịch thi đấu và công tác tổ chức thì đã tham mưu thành lập ban tổ chức, tổ trọng tài phục vụ và công tác trang trí khánh tiết cơ sở vật chất đơn vị đã đảm bảo đầy đủ để tổ chức giải thành công. Qua 2 ngày thi đấu hưởng ứng sôi nổi nhiệt tình, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu đầy kịch tính, đẹp mắt và hấp dẫn. Kết thúc giải, ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên, cặp vận động viên đạt giải nhất, nhì, ba. Trao cúp cho các vận động viên, cặp vận động viên đạt giải nhất. Trong đó đội công an tỉnh đã giành giải nhất nội dung đơn nam, đôi nam nhóm 1 và 2. Đội tỉnh Điện Biên giành giải nhất nội dung đôi nam nữ. Thông tin đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.